Báo bão chỉ có 40 cơn bão đạt cấp 5 trong khu vực này trước mùa bão năm 2024, và chỉ có 2 cơn bão cấp 5 di chuyển trong lưu vực này vào những năm 2020 là Ian, năm 2022 là bão Ly. Cư dân Tampa nhận cảnh báo cơn bão tồi tệ nhất trong đời. Khu vực Tampa Bay vốn quen với sự an toàn tương đối trước những cơn bão lớn, nhưng đang phải đối mặt với các nguy cơ hứng chịu cơn bão lớn trực diện đầu tiên trong một thế kỷ. Khu vực Tampa Bay từng bị nhiều cơn bão quét qua trong vài thập kỷ qua, nhưng đã hơn một thế kỷ trôi qua kể từ khi khu vực này nằm trải dài trên bờ biển vịnh của tiểu bang Mỹ. Tampa Bay đã hứng chịu một cơn bão lớn tấn công trực diện trong năm 2024, đó là cơn bão Milton sắp đổ bộ. Theo các chuyên gia, điều đó khiến cho cư dân địa phương đã quen với cảm giác an toàn nay phải hứng chịu một cơn bão dữ dội. Một chuyên gia khí tượng tại cơ quan thời tiết quốc gia ở Tampa cho biết, mọi người có chút mê tín rằng bão không đến đây, nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi chắc chắn đã bị những cơn bão lớn tấn công rồi, chỉ không phải là ai cũng từng trải qua, ông nhấn mạnh. Khu vực đô thị xung quanh Tampa Bay bao gồm các thành phố Tampa, Petersburg, Clearwater hiện là nơi sinh sống của khoảng 3 triệu người. Tampa Bay từng hứng chịu 3 cơn bão lớn vào những năm 1800, bao gồm một cơn bão được gọi là Đại bão năm 1848. Cơn bão này đã phá hủy gần như toàn bộ các tòa nhà trong khu vực. Khi đó chỉ có một khu định cư của vài trăm người gần căn cứ quân sự Fort Brooke. Vị chuyên gia nói rằng tính thời điểm là rất quan trọng. Ông khẳng định đây là thời điểm trong năm đường đi của bão có khả năng cao hơn sẽ tấn công vào khu vực Tampa Bay từ vịnh Mexico. Những cơn bão trước đó tấn công Tampa Bay theo hướng như vậy. Chúng hình thành ở vịnh Tây và đi vào gần như thẳng về phía đông và một